Mới chào các bạn đã đến với kênh Ngọc Linh Xứ Dừa nha. Và hôm nay thì Linh có nấu một cái món cũng rất là đặc biệt mà cũng ít khi Linh nấu lắm các bạn. Tại vì hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên là Linh sẽ nấu món này để thưởng cho con gái của Linh nè. Hôm nay là ngày sinh nhật của con gái Linh, ngày 4 tháng 3. Nhấp cục bự đi con. Cho con một miếng cơm, con ăn này mẹ không? Chấm 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 rồi. Chấm 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 này nha. Bả ơi, mày cho con một thầy nước. Mời bả ăn đi. Mày ơi, cho con miếng đồ ăn đi. Sao? Thịt ta cho rồi mà. Chứ sao? Cái đầu thì chưa lưỡi mà ha. Ăn dai ấy không à. Và bây giờ Linh mời các bạn bà biết cùng nấu ăn với Linh nha. Thì trước tiên làm cái món gà xào lăn này á, thì Linh sẽ rang đậu phộng trước nha. Rang cho vàng để đó chút xíu nữa Linh sẽ làm nước chấm. Đây là gà Linh đã rửa sạch rồi nè. Đây là con gà nồi các bạn. Nguyên liệu và xả là Linh cũng bập sẵn luôn để chút xíu nữa Linh xào với Linh làm nước chấm nha. Và đây là cái thau gà Linh cũng đã ướp gia vị rồi nè bạn. Cái món gà xào lăn này á, Linh đã ướp tương hột nè. Tương hột Linh bầm á các bạn, Linh bầm nhuyễn rồi Linh ướp nè. Rồi Linh ướp hạt nêm nè, đường, muối. Linh ướp vô đầy đủ hết rồi. Bây giờ Linh sẽ bắt cái bếp lên. Linh sẽ phi xả cho nó thơm nha. Rồi Linh sẽ xào thịt gà nha các bạn. Cái món gà xào lăn này á, Linh nấu bằng gà nồi nên là thịt gà nó dai lắm các bạn. Linh hầm hơi bị lâu nha. Hầm lâu thì gà nó mới mềm được. Gà xào lăn thường thường á, mình có thể ăn chung với bún nè hoặc là bánh mì á các bạn thì sẽ rất là ngon nha. Ăn với cơm thì cũng được, nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người nha. Mình thích ăn chung với kèm với bún hay là bánh mì hay là cơm đều được hết nha. Đây Linh đang phi xả nè các bạn. Xả mà vàng thơm rồi Linh sẽ đổ thịt gà vô xào tiếp. Đây bây giờ Linh bỏ thịt gà vô Linh xào nha. Tại thịt gà Linh chặt cái miếng cũng bự bự không à. Đó. Wow, một chảo vung trùng luôn các bạn ơi. Để Linh xào lên nha. Cầm cái đũa thì hơi khó xào, để Linh thấy lấy thêm một cái sạn nữa. Linh trộn lên cho nó dễ xào hơn. Tại Linh quay xa vậy đó chứ nhìn gần là nguyên một cái chảo thịt gà vung trùng luôn các bạn, nhiều lắm luôn á. Cái nồi của Linh hồi chắc không biết là nấu hết không nữa. Và đây nè các bạn nhìn cái chảo của Linh nè, vung trùng luôn á. Nói chung là xào phải cầm cái đũa thêm một cái sạn, Linh xào giống như vậy nè nó dễ nha, còn không là dễ rớt thịt ra ngoài lắm. Quá trời cái chảo thịt luôn rồi các bạn ơi. Chắc cái nồi nấu xong cái nồi này cả nhà Linh ăn từ sáng tới chiều đúng không? Đó, thịt gà Linh xào cũng xong rồi nè. Bây giờ Linh bắt cái nồi nước sôi lên nha. Để một chút xíu nữa Linh đổ thịt gà này vô Linh nấu nha. Thịt gà Linh xào thì Linh cũng đã ướp gia vị hết rồi các bạn. Linh bỏ thêm ngũ vị hương nữa nha. Có tương hột nè, ngũ vị hương nè, nêm hạt nêm cà no nè, bột ngọt, đường, muối nha, để cho cái thịt gà của mình nó thấm đậm đà hương vị luôn nha. Nè các bạn coi mấy cục thịt gà Linh chặt nè. Ôi con gà này nó bự mà hả, nó cũng dai lắm các bạn. Linh chặt nó bự bự không à. Thì đây là cái nồi nước hồi nãy giờ Linh nấu thì nó cũng
lên tim sôi nè các bạn. Bây giờ Linh thả thịt gà lên nấu luôn nha. Để Linh thả từ từ chứ Linh chặt cái miếng nào con nấy chẹp bá lửa không mà. Đổ vô cùng lúc chắc nó văng nước ra ngoài đó, nên Linh phải thả vô từ từ. Linh bỏ mấy cái cục thịt gà bự vô trước nha. Cái nồi gà xào lăn này Linh nấu chắc khoảng là hơn 1 tiếng á các bạn. Tại hả, thịt gà này nó dai lắm. Mà thịt gà nó dai mình nấu cái món này ăn thì mới ngon nha các bạn. Chứ mà nấu mấy cái món mà gà công nghiệp hay là mấy con gà ta rồi đó, nó không ăn không có ngon bằng cái con gà nồi này nha các bạn. Gà nồi mà Linh nấu con gà trống á, gà trống nó to mà thịt nó nhiều nữa. Gà này gần 3 kg luôn á. Đó, các bạn thấy cái nồi của Linh không? Siêu to khổng lồ chưa? Đây, bắt đầu Linh hầm nha. Linh hầm, trước tiên là Linh hầm khoảng 1 tiếng trước nha. Cho cái phần nước này nó khô, nó kẹo kẹo lại, nó sệt sệt. Rồi lúc đó Linh sẽ chế nước cốt dừa vô nha bạn, các bạn. Cái món này phải có nước cốt dừa mới ngon nha. Và Linh để cái nồi đây, Linh nấu nha. Linh sẽ mở lửa vừa vừa thôi, không có mở lửa lớn lắm. Mở lửa vừa vừa cho nó chín phần thịt gà này hết luôn nha, chín mềm hết luôn. Chứ phần cho cái nước này nó rút lại các bạn. Trong khi Linh nấu thịt gà thì bây giờ quay qua Linh sẽ làm cái tô nước chấm nha. Để chút xíu nữa mình sẽ chấm thịt gà nha các bạn. Nước chấm thì gồm có là tương hột nè, với xả nè. Tương hột thì Linh đã bầm nhuyễn rồi nha. Rồi bây giờ Linh chế thêm nước cốt dừa vô nữa. Đó, bây giờ Linh quậy lên nè. Linh sẽ nêm bỏ thêm là đường nè, rồi ớt nè, tùy theo khẩu vị của mỗi người các bạn. Nếu sao mà các bạn nêm nếm cho nó béo béo nè, mặn mặn ngọt ngọt á. Để chút xíu nữa mình chấm cái món gà xào lăn này chung với cái tô nước chấm này thì rất là ngon nha các bạn. À, Linh quên còn thiếu một món nữa nha, đó là đậu phộng nha. Đây, bây giờ Linh bỏ đậu phộng vô luôn nè. Đậu phộng này thì lúc nãy Linh đã rang vàng rồi nè. Và Linh cũng đã đâm cho nó hơi nát nát ra xíu, Linh bỏ vô nè. Để chút xíu nữa mình chấm cái thịt gà đó, sẽ rất là ngon luôn nha. Thấy tô nước chấm của Linh không? Thì quay qua đây thì cái nồi gà hầm của Linh cũng sôi dữ nè các bạn ơi. Linh cũng đã hất bọt rồi nè. Chắc Linh sẽ phải nấu thêm một ít thời gian nữa nha. Các bạn chờ Linh nha. Đây, Linh để rửa cái gì nè. Sôi hoài luôn gì đó. Chừng nào mà thấy nước nó rút xuống á, cạn cạn xuống á, lúc đó Linh sẽ chế nước cốt dừa vô. Bây giờ Linh nêm nè, hạt nêm cano nè. Như Linh bỏ vô là bột ngọt nữa, rồi đường nữa. Cái món này cái hương vị nó cũng sẽ là nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, nói chung là không biết diễn tả sao cho các bạn hiểu thôi. Nhưng mà nói chung là nó sẽ ra cái vị là mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo nha. Đó. Nó tựa tựa như cái món cà ri nhưng mà không phải nha các bạn, nó tựa tựa vậy thôi nhưng mà không phải cà ri nha. Ở đây Linh nấu cái món là gà xào lăn. Đó, Linh sẽ bỏ đường nhiều hơn hạt nêm hay là bột ngọt nha. Bỏ đường nhiều. Và cái nồi gà hầm của Linh cũng cạn nước rồi nè các bạn. Bây giờ Linh sẽ chế nước cốt dừa cho luôn nha. Linh sẽ nấu thêm một chút xíu nữa nha, để cho nước cốt dừa nó thấm vô gà. Cho cạn xíu nữa Linh sẽ tắt bếp nha các bạn. Lúc này thì gà nó cũng chín và mềm lắm rồi các bạn. Để Linh nấu cho sắc sắc nước xíu nữa rồi mình sẽ nhắc xuống thưởng thức nha. Và đây là thành phẩm cái nồi gà xào lăn của Linh nè. Thì bây giờ Linh múc ra để cùng thưởng thức với gia đình. Và Linh mời các bạn cùng dùng chung nha. Đó, đây là món quà mà hôm nay Linh sẽ tặng cho con gái Linh nhân dịp sinh nhật của con nè. Các bạn ơi, nếu thấy video của Linh hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh nè, cho Linh một lượt like, một lượt chia sẻ để Linh có động lực nấu những món ăn ngon để các bạn cùng xem nha. Và bây giờ
Linh xin chào và hẹn gặp lại. Mời đến.